Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng đã đi ra bên ngoài. Trên đường trở về, cậu bị một tên tráng hán to xác chặn đường. Hắn mặc lên người bộ quần áo đen để che đi danh tính. Tên kia nhanh chóng rút ra vũ khí. Vương Đồng và Hoắc Vũ Hậu lập tức thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Hai bên đánh nhau kịch liệt, sức lực của tên áo đen quá mạnh. Dù đã sử dụng đến tinh thần lực hỗ trợ thì hai người vẫn bị ăn thua thiệt. Vương Đồng bị đánh bay ra ngoài, Hoắc Vũ Hậu vội giữ người lại. Hai người chạy ra ngoài, tên kia cũng lao ra theo tấn công. Hai người đành phải nhảy xuống tàu nhằm cắt đuôi hắn. Họ đều biết rằng con đường phía trước đã bị ngăn cản. Bọn chúng phóng ra một quả cầu lửa vào chiếc xe. Rất may là Vương Đồng sở hữu vũ hồn có thể phi hành, mà Hoắc Vũ Hậu thì lại có hồn đậu khí có thể bay lượn trên không. Thế là cả hai lập tức chạy về phía học viện. Đám người xấu vừa đuổi theo vừa phóng ra vô số công kích. Hoắc Vũ Hậu buộc phải sử dụng tín hiệu để cầu cứu. Hy vọng là khoảng cách đủ gần để học viện phát hiện. Điều này càng làm cho bọn chúng thêm gấp rút. Bọn chúng cuối cùng cũng sử dụng ra vũ hồn. Nhìn vào hồn hoa liền nhận ra những kẻ này đều có thực lực mạnh mẽ. Tổng cộng 5 tên hồn vương trên 50 cấp và một tên hồn đế hơn 60 cấp. Một tên trong số đó bạo phát hồn kỹ thứ tư, triệu hồi ra vô số chiếc lồng vũ để công kích. Cậu kịp thời sử dụng chiêu quấy nhiễu tinh thần khiến công kích bị lệch hướng. Nhờ vậy mà hai người đã thoát được một kiếp nạn. Dựa vào chênh lệch cảnh giới, tốc độ của bọn chúng nhanh hơn đáng kể nên khoảng cách bị rút ngắn nhanh chóng. Hoắc Vũ Hậu sử dụng hồn đậu khí cấp 1 bắn về phía bọn chúng. Tuy không thể đả thương được kẻ địch, nhưng cũng làm bọn chúng bị chậm chân một chút. Sau đó yêu cầu Vương Đông bay lên trên cao. Ba tên hồn tôn lao theo và đồng thời bạo phát hồn kỹ tấn công. Hoắc Vũ Hậu lập tức thi triển kỹ năng hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt. Khí lạnh bạo phát ra xung quanh, đóng băng mọi thứ và ngăn cản đòn công kích. Tuy nhiên, hồn lực của hai người vẫn còn yếu. Phi hành trong thời gian dài đã khiến hồn lực của Vương Đông sắp cạn kiệt. Hoắc Vũ Hậu lại gia tăng động cơ để đẩy tăng tốc. Lúc này khoảng cách đến học viện đã rút ngắn đi rất nhiều. Có thể nhìn thấy được đám người bồi bối đang chạy tới cứu viện. Phe địch không muốn điều này, một tên trong số đó rút ra vũ khí chém ra một luồng kinh lực. Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng vội dung hợp hồn lực tấn công, đánh cho tên kia trọng thương nặng. Thi triển xong chiêu thức, Hoắc Vũ Hậu cũng kiệt sức. Bọn chúng thấy thế lập tức dương cung. Với khoảng cách của đám người bồi bối, họ hoàn toàn không kịp chạy tới ngăn cản. Mũi tên nhanh chóng được bắn ra, nhưng trước khi bắn trúng Hoắc Vũ Hậu thì một tấm khiên đã bay tới ngăn cản. Phe địch vẫn không chịu bỏ cuộc, bọn chúng lao lên, định ra tay thì bị Mã Tiểu Đào ngăn cản. Cô nàng bạo phát sức mạnh hỏa diễm thành một hàng rào ngăn chặn con đường tấn công. Nàng chậm rãi bước ra ngoài định cân tim. Đám người xấu thấy vậy liền quay xe, nhưng Mã Tiểu Đào đâu chịu bỏ qua. Bọn chúng dám truy đuổi đến tận học viện, nói muốn đi là đi hay sao? Mã Tiểu Đào nhanh chóng xông lên, đập cho từng người. Nhận ra nguy hiểm, hai tên kia lập tức phân tán ra và chạy về hướng rừng cây. Một tên hồn sư quay lại để cầm chân nhưng nhanh chóng bị cô nàng đập cho sấp mặt. Những tên còn lại cũng lao lên tấn công, chỉ tiếc là đối thủ mà bọn họ phải đối mặt lại quá mạnh. Đám sát thủ bị đốt cho ngu người, ba tên đã về đất mẹ, một tên khác thừa cơ chạy trốn. Mã Tiểu Đào thản nhiên sử dụng hồn kỹ tấn công từ xa, đánh cho tên kia rơi xuống đất. Chỉ còn lại hai tên đang chạy trốn ở trong khu rừng. Bọn họ chia tách nhau ra mỗi người một hướng, tuy nhiên kế hoạch này đã bị phá hủy. Bồi bối đã phục kích sẵn, bồi bối bộc phát lôi điện đánh cận chiến với tên sát thủ, dù chỉ hơn cấp 40, yếu hơn đối thủ tận 10 cấp. Vậy nhưng nhờ vào sở hữu vũ hồn cường công đánh cận chiến hàng đầu đại lục, bồi bối dễ dàng đánh cho tên áo đen sấp mặt. Sau đó hắn sử dụng hồn kỹ thứ 4, triệu hồi một con rồng sấm sét đánh cho kẻ địch không đứng dậy nổi. Ở nơi khác, Giang Nam Nam cũng đã đón đường chặn tên áo đen thứ 6. Thực lực cô nàng này cũng là hơn 40 cấp. Dù vẫn yếu hơn, nhưng sức chiến đấu lại quá mạnh mẽ, liên tục bón hành cho kẻ địch. Tên kia không chịu thua, hắn đứng dậy rồi bạo phát sức mạnh, cơ thể tiến vào trạng thái cuồng hóa. Sức mạnh tăng lên đáng kể, Mã Tiểu Đào vội vàng xông lên giao thủ. Hắn tay chém ra một luồng kinh lực về phía nàng. Mã Tiểu Đào sử dụng sức mạnh Phượng Hoàng, phóng xuống một trận mưa lửa. Vô số vụ nổ bạo phát, tên kia bị dư chấn đánh cho sấp mặt. Đến đây thì toàn bộ đám người xấu đã bị tiêu diệt. Sau khi đánh xong thì cô nàng mới giật mình vì đã ra tay quá nặng, lỡ đánh chết toàn bộ rồi. Nếu để lại một hoặc vài tên sống sót thì còn có thể tra khảo tìm ra hung thủ, giờ đúng là không còn manh mối gì nữa luôn. Đám cao tầng ở Sử Lệ Khắc học viện đã đứng ở phía xa từ lâu, bọn họ không cần ra mặt nên chỉ đứng đó quan sát. Hành động ám sát học sinh của học viện là đã có thể phán tử hình rồi. Mã Tiểu Đào vì bị vũ hồn của mình ảnh hưởng nên mới cuồng đạo như vậy. Với tốc độ tu luyện của nàng,
không đến 3 năm nữa là có thể đột phá lên 70 cấp. Thiên phú này làm cho Ngôn viện trưởng cũng bất ngờ, nhưng điều làm cho ông bất ngờ nhất là Hoắc Vũ Hào và Vương Đông, thực lực hai người lần lượt là hơn 20 cấp và hơn 30 cấp. Vậy mà lại có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của nhiều cường giả hơn 50 cấp. Điều này cũng khá vô lý, tăng sức mạnh phe chính diện quá nhiều và giảm sức mạnh phe người xấu quá mức thê thảm. Ngôn viện trưởng muốn truy cứu tới cùng. Sau khi lục lọi, bọn họ hoàn toàn không tìm thấy gì. Trên người mấy tên sát thủ không mang theo đồ vật nào cả nên không thể truy ra thân phận. Điều này liền chứng minh bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp. Muốn tra rõ thì phải bắt đầu từ việc Hoắc Vũ Hào và Vương Đồng có kết thù với ai hay không. Ngoài trừ Đới Hoa Bân thì cậu hoàn toàn không biết mình có đắc tội với người nào khác nữa. Nhưng cậu vẫn không chắc chắn người đứng sau là Đới Hoa Bân nên không nói. Vương Đồng cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu nên hỏi lý do tại sao lại giữ bí mật. Hoắc Vũ Hào không muốn đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, cậu muốn đích thân tự tay báo mối thù này. Sau khi tới lớp, Mã Tiểu Đào đã ở đây chờ đợi. Nàng lập tức kéo tay cậu ra ngoài, nghĩ rằng nữ nhân này đang định bắt nạt Hoắc Vũ Hậu. Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt định dạy cho nàng ta một trận. Tuy nhiên, mục đích của Mã Tiểu Đào lại không phải như vậy. Bởi vì hôm qua đánh nhau quá kịch liệt, Phượng Hoàng Tào Hòa trong người đã bạo phát, giờ sắp không cầm cự nổi nữa. Nếu để bạo phát thì sẽ bị hóa điên như lúc trước. Cho nên, cầu xin Hoắc Vũ Hậu trợ giúp. Cách trợ giúp có vẻ khá đặc biệt. Sau khi nghe xong, nam chính liền co chân bỏ chạy. Chưa rõ cô nàng này định làm gì thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!